Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bonsai Channel lại quay trở lại với video ở trên kênh. Các bạn nhớ like fanpage và xem video thấy nó hữu ích, còn thấy một cái điều gì đó giúp bạn vui vẻ và có những phút giây thư giãn thì các bạn nhớ like ủng hộ nhé. Trong video này thì mình lại quay tiếp các tác phẩm tại vườn nhà anh Hùng Siếc. Một tác phẩm phi lao, một cây rất già, nằm trên một cái bể khá là lớn. Nếu các bạn nào chưa xem video trước mình chia sẻ về cây tùng thì các bạn hãy vào đó để xem lại nhé. Hoặc là xem chưa xem thì hãy vào đó xem. Tác phẩm tùng rất khủng. Tùng cối, tùng la hán. Đây là số điện thoại của anh Chu Mạnh Hùng. Đấy, tác phẩm Nghênh Phong Quấn Thủy. Số phone này. Phi lao. Đấy, chúng ta cùng xem một cái cây, một tác phẩm xanh quá đẹp đúng không? Cây rắn huyền. Xuất sắc. Rất nhiều cái đẹp các bạn.
có một cái cây bàng rất là đẹp. Cây bàng cổ thụ, siêu cổ thụ. Đây, bàng đây. À không, xin lỗi, không phải. Mình xin lỗi các bạn đây, cái quả này giống quả sung. Xin lỗi cả nhà nhé. Quả đây. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn may mắn, thành công và hạnh phúc. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh, chia sẻ nếu các bạn thấy hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn may mắn.